Đây của anh Dũng đó. Wow, thì cái gì có em. Còn cái máy làm bông gòn bên kia nữa kìa. Trời ơi. Phải làm cho mượn á. Đã cho lắm chị ơi. Mượn. Mượn là cho mượn đồ luôn. Mượn cái máy này luôn. Mượn. Mượn thử luôn. Cái gì cũng mượn được hết. Còn bông gòn ai làm chị? Bây giờ Dũng già rồi, giờ Dũng không xài được hết. Bây giờ có ai làm bông gòn không chị làm cho? Có làm bông gòn. Có làm bông gòn. Biết làm bông gòn. Bây giờ mình cho nó làm cho con cái nữa. Chị đi ra chụp hình. Chụp hình nè. Chị làm bông gòn này nha.